Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, hôm nay đến với chương trình thì anh Thắng sẽ cho Nhất Anh cũng như là khán giả của Người Việt đi đâu đây anh? Có lẽ chúng ta sẽ đến một trong những cái khu vực hồ nước rất là nổi tiếng trên thế giới và bên một cái đất nước cũng rất là lạ. Đó là Croatia. Croatia hình như là nghe, nghe rất nghe là lạ. Lạ. Dạ, dạ lạ lắm. Nhưng nếu mà Nhất Anh ngày xưa mà Nhất Anh có nghe đến chữ Nam Tư, bây giờ chưa lên bảng Nam Tư đó. Nam Tư thì hồi xưa nếu như mà đọc truyện hồi Yugoslavia. Xưa thì biết Nam Tư. Dạ. Đó, Yugoslavia là tên cũ của một cái liên bang rất là tương đối là cũng khá lớn, nằm ở phía dưới miền đông nam của Âu Châu. Và cái năm 1991-92 đó, thì cái liên bang Nam Tư nó bị rã đám. Và khi nó rã đám rồi vậy thì nó đưa ra một số những đất nước cũ đã được liên bang Nam Tư nó sát nhập lại ngày trước đó. Thì họ tuyên bố độc lập với là tự chủ. Thì trong đó có Croatia. Và nếu mà nói đến Croatia thì chúng ta nên nhớ thêm những cái đất nước như là Serbia, Bosnia, bây giờ Slovenia, là nơi quê hương của bà đệ nhất phu nhân của mình bây giờ. Dạ, như vậy thì nó là nằm ở trong thuộc Âu Châu đúng không anh Thắng? Nó thuộc về phía đông nam của Âu Châu. Dạ, như vậy thì xung quanh ở những ở Croatia thì có bao gồm có những nước nào anh Thắng? Nếu mà nói cho về những nước đất nước láng giềng của Croatia đó, chúng ta có thể kể đến cái biên giới họ với chung với Hungary, và biên giới chung với nước Áo, Austria, và sau đó là biên giới với Slovenia. Thì đó là những đất nước còn phía xuống dưới thì chúng ta đi qua Serbia và Bosnia. Và cái hình dạng của cái đất nước này nó cũng khá lạ, là nếu chúng ta nhìn trên bản đồ đấy thì nó giống như là một cái lưỡi liềm đó, lưỡi móc của đi gặt lúa đó. Thì cái, đó là một cái hình dạng mà chúng ta có thể nhận thấy của cái đất nước Croatia. Và đặc biệt trong cái đất nước này thì chúng ta chưa nghe, nhưng mà phải đến nơi và chúng ta có dịp đi du ngoạn ở bên Croatia rồi đó, chúng ta mới thấy cái đất nước này rất là lạ, là nó có nhiều thắng cảnh thiên nhiên cũng rất là đẹp, và đồng thời đất nước này cũng có một số những văn hóa và cho người ta nhìn những điểm đặc biệt của nó. Nhưng mà nói tới Croatia thì Nhân không biết là chưa có mường tượng được là nó lớn như thế nào, nó có giống như những cái nước khác ở Âu Châu không hay là nó nhỏ thôi anh? Nó cũng không phải là quá lớn. Tuy nhiên nếu so với nằm trong cái liên bang năm tư cũ của họ đó, thì đây cũng là một đất nước khá lớn với một cái diện tích nó chỉ khoảng 57.000 cái số vuông thôi. Nhưng mà với cái 57.000 số vuông đó và với một cái dân số là khoảng 5 triệu thì Nhất Anh thấy nó không có quá lớn và cũng hơi nhỏ nhỏ tí thôi. Nhưng mà ở đây thì đặc biệt cái đất nước này nó có một cái bờ biển dọc theo cái Adriatic Sea đó, là đây là một cái bờ biển rất là dài, và trên cái bờ biển đó là có cả hàng ngàn hòn đảo nằm dọc theo cái bờ biển. Và nhờ cái đó và cái thắng cảnh của nó trở thành một cái thắng cảnh thiên nhiên rất là đẹp trong cái khu vực của cái liên bang Nam Tư cũ. Thì thường á, lúc mà thường mà du khách, đặc biệt là người Việt Nam mình á, mỗi lần mà đi Âu Châu thì người ta sẽ ghé những cái nước khác như là Anh, Pháp hay là những cái nước khác. Nhưng mà tại sao thì nếu như mà anh Thắng giới thiệu với khán giả là mình tới Croatia thì có những cái gì mà để du khách có thể tới? Thì cái đầu tiên là chúng ta ngày xưa, hồi mà cách đây khoảng 30 năm, không ai có thể nghĩ được là chúng ta có thể đi du ngoạn ở bên Liên bang Nam Tư. Và sau đó thì chúng ta cũng không có thể hình dung là ở bên đó là đẹp như thế nào. Tại vì cái chế độ của Liên bang Nam Tư cũ đó, nó là hình thức theo cái kiểu cộng sản. Đó. Chứ không có phải là hoàn toàn là cái kiểu giống như của Anh, Pháp hay là bên Thụy Sĩ. Tất cả những đất nước Âu Châu mà chúng ta đang nói tới đó, thì đó là một cái hình thức của phương Tây, theo kiểu của cái Western. Còn cái bên Liên bang Nam Tư, và trong đó có Croatia đó, thì ngày xưa họ thuộc về cái chủng tộc nó gọi là Slav. Slav thành thử họ có những cái văn hóa khác hẳn. Và dĩ nhiên họ cũng có một số những đất nước họ có các tôn giáo nó khác hẳn nhau. Chẳng hạn nói đến Bosnia thì người ta có thể hình dung đến Hồi giáo. Nhưng mà nói đến Croatia thì người ta hình dung đến Thiên Chúa giáo. Thành thử tuy là nó nằm trong một cái liên bang cũ nhưng mà nó có nhiều cái hình thức văn hóa cũng khác hẳn nhau. Vậy thì nãy anh Thắng có nói là ở đây thì có một cái, nằm trên một cái bờ biển rất là dài và có nhiều rất là thắng cảnh thiên nhiên rất là lớn. Vậy thì một trong những cái thắng cảnh thiên nhiên đó là cái nào nổi bật nhất anh Thắng? Cái nổi bật mà tôi đã có dịp đến đó, thì nó gọi là Plitvice Lake. Tương đối cái tên nó hơi khó đọc. Tương đối là chúng ta đi đến cái khu vực này đó, chúng ta phải đến đầu tiên thì chúng ta phải đến thủ đô đó. Chúng ta phải đến, tức là chúng ta đến với Croatia là chúng ta phải bay, hoặc là chúng ta có thể đi từ bên Hungary, hoặc là chúng ta đi từ bên Áo, hoặc là chúng ta đi từ bên Slovenia, chúng ta đều đến được bên Croatia.
Croatia thì ngày xưa đó, trước khi chúng ta làm những cái buổi nói chuyện như thế này đó, thì bây giờ thì Croatia đã nằm trong cái Liên hiệp Âu Châu rồi. Thành ra tương đối chúng ta đi cũng là tương đối là thoải mái. Thì tuy nhiên thì trong mặc dù trong cái Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà nếu mà Nhất Anh đi bằng đường bộ sang á, thì khi Nhất Anh đến với Croatia thì Nhất Anh vẫn phải ngừng ở cái border để mà làm cái kiểu mà stamp trên cái passport của mình. Có nghĩa là mặc dù là đã vô trong EU rồi, nhưng mà nếu như mà bay thì không sao hết, nhưng mà đi, nếu mà đi bằng đường xe hay như thế nào thì Thì mình vẫn mình vẫn phải có. có những cái stem đi máy bay, tôi nghĩ cũng vẫn vậy. Nhưng mà cái lý do mà sở dĩ đi đường xe mà phải ngừng lại để ở border đó, để người ta đóng dấu visa đó, cái lý do là mặc dù Croatia nằm trong cái gọi là Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà họ không nằm trong cái hiệp ước Schengen. Khi nào đất nước nào nằm trong cái hiệp ước Schengen thì họ có quyền đi qua biên giới mà không phải ngừng cái xe lại. Thì chúng ta cũng để ý Liên hiệp Âu Châu, nhưng mà Liên hiệp Âu Châu nó cũng có một vài cái điểm khác nhau nữa. Thành là nước mới vào thì vẫn phải đợi. Chẳng hạn như chúng ta Nhất Anh đi qua bên bên Cộng hòa Tiệp, hoặc là Nhất Anh đi qua Hungary, hoặc đi qua Poland, đều là những nước Đông Âu cũ nằm trong Liên hiệp Âu Châu cũng lâu rồi, cũng 7-8 năm nay rồi. Nhưng mà họ vẫn xài đồng tiền riêng của họ, tại vì nó vẫn chưa vào được cái đồng tiền euro. Thành ra mình đi qua bên Âu Châu mình vẫn phân biệt nó hơi có khác nhau, mặc dù gọi tên vẫn là Liên hiệp Âu Châu. Nếu như vậy thì đây là một cái tip rất là hữu ích cho Nhất Anh và cũng như khán giả nếu mà có dịp đi tới Âu Châu và nếu như mình muốn đi qua những cái nước khác nữa chứ không phải là chỉ một nước. Đúng. Thành ra Nhất Anh mà đi mà muốn thoải mái đi từ nước này qua nước nọ thì chúng ta phải đi những đất nước nào nó nằm nó xài chung cái đồng tiền euro thì mới được. Quay trở lại hồi nãy mà anh Thắng nói lúc mình tới Croatia thì mình phải có stamp cái visa đó, nhưng mà mình tới đó mình chỉ cần người ta stamp cho mình dễ dàng hơn hay là mình có phải xin Tương trước hay như thế nào không anh tương Thắng? đối rất là dễ dàng. Mình đưa cái passport Hoa Kỳ của chúng ta ra thì chúng ta sẽ được nhân viên Immigration Officer của Croatia họ sẽ nhận lấy và họ stamp trên đó thôi, chứ không gì khó khăn cả. Nãy giờ quên hỏi, hồi nãy anh Thắng có nói là ồ thủ đô của Russia tới đó, nhưng mà thủ đô đó là tên gì anh Thắng? Zagreb, Zagreb là thủ đô của Croatia, và đây cũng là một cái thành phố không có lớn lắm. Dĩ nhiên đất nước mà có 57.000 cây số vuông thì đâu có gì quá lớn để so với một cái thủ đô. Nhưng mà thủ đô của nó, Croatia là 5 triệu dân, thì ở ngay cái thủ đô đã gần 1 triệu dân rồi. Thành thử chúng ta thấy tương đối so với đất nước Croatia thì cái thủ đô Zagreb là tương đối khá lớn. Thì tuy nhiên chúng ta đến đây thì đây là một đất nước cũng còn đang phát triển, và họ thay đổi rất là nhanh để cố gắng họ bắt kịp theo cái tiến bộ của bên Âu Châu. Nhưng mà thì đến đây thì chúng ta thấy tất cả mọi những cái di tích lịch sử, hoặc là những cái viện bảo tàng, hoặc là những con đường đi của họ đều đang được thay đổi để cho du khách đi gọi là di chuyển dễ dàng. Và đó cũng là một trong cái những điểm mà Croatia là một nơi xứng đáng để cho chúng ta đi du lịch. Hy vọng là trong phần sau thì anh Thắng sẽ kể cho Nhân Anh nhiều hơn về Russia. Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và chương trình ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhân Anh cũng như là khán giả đi tới đất nước Russia nằm ở Âu Châu. Thì hồi nãy trong phần 1 anh Thắng có nói một trong những cái thắng cảnh mà rất là nổi tiếng ở Russia chính là hồ tên gì đó anh Thắng? Plitvice Lake đó, đây là một cái hồ thiên nhiên. Gọi là hồ thì cũng không có, gọi là cũng để phân biệt nó rõ một chút xíu. Đây là một dãy hồ mà nó chảy từ trên cao nhảy chảy xuống. Tức là cái dãy hồ này nó chia ra có 16 hồ tất cả. Mà 16 hồ có cái độ cao khác nhau hết. Thành ra cái độ cao trên nhất đó, nó cao hơn 600 mét. Và độ cao mà cái hồ thấp nhất đó, là nó xuống ân được phía dưới của cái mặt đất nó cũng có, thì nó khoảng là 40 mét. Thành ra cái độ cao thấp như vậy, thành ra qua một từng lớp của cái địa chất đó, thì nó đổ xuống, thì từ cái hồ này đổ xuống thành một cái hồ khác, và khi mỗi lần đổ nó thành là có những cái thác nhỏ đó. Và mỗi cái hồ nó cứ tiếp tục nó đổ xuống, tất cả là 16 hồ từ bên trên xuống. Thành thử đây là một cái khu vực mà phần lớn du khách đã đến Croatia họ đều thu xếp thời gian, cũng như là một cái cách chịu khó phải chạy xe từ bên Zagreb, tức là từ thủ đô chúng ta đến đây cũng mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi xe, 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng xe, tùy theo cái thời gian để mình chạy và coi có bị trở ngại trong vấn đề lưu thông hay không. Nhưng mà phần lớn là tất cả đường xá của bên Croatia bây giờ tương đối là tốt. Thế tuy nhiên khi mà đi vào cái hồ Plitvice Lake này đó, thì chúng ta có một cái vấn đề là tại vì nó nằm trên cái độ cao như vậy, thành ra xe lại phải chạy qua những cái đường dốc hoặc là những đường đèo. Thành ra tương đối là cái xe
không có đi xa lắm nhưng mà chạy chậm, thành ra chúng ta mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ xe. Nhưng mà khi đến nơi đó thì tất cả những cái hình ảnh của cái hồ Blitzwick Lake này đó làm cho người thưởng ngoạn rất là hết sức ngỡ ngàng và về cái độc đáo của nó. Theo như anh Thắng nói thì anh tưởng tượng ra có phải là mình đi xe mình phải lên tới độ cao như thế nào thì mình nhìn xuống thấy hết nguyên cái hồ hay sao anh Thắng? Mình nói như thế này, qua những hình ảnh video mà quý vị có thể xem thì quý vị có thể hình dung là đứng ở trên một cái độ cao chúng ta nhìn những cái hình ảnh của cái hồ nó như thế nào. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta đi xe đến nơi và chúng ta phải có vào cái cửa của nó. Thế nhưng khi mà vào cửa của cái khu vực hồ đó là chúng ta phải có một cái lệ phí tương đối là cũng không có rẻ. Tại vì bây giờ đây là cái chỗ mà cả thế giới đổ đến để mà thưởng ngoạn mà. Thành thử cái công viên quốc gia của bên Croatia họ cũng lấy cái đồng tiền xứng đáng lắm. Chứ không phải... Tương đối không rẻ là khoảng bao nhiêu vậy anh Thắng? Có thể chúng ta phải trả tới khoảng 30 euro. Đó. Thành thử để chúng ta đi vào một chuyến đó. Thế tuy nhiên khi đi vào trong đây đó thì chúng ta sẽ khó mà chúng ta đi hết được 16 cái tầng hồ. Tầng hồ như vậy. Cái lý do tại sao không đi được hết cái tầng hồ? Thứ nhất, nếu chúng ta đi tour, chúng ta chỉ phần lớn xem được có một nửa phần hồ thôi. Lên cái độ cao một nửa. Tại vì lên một độ cao một nửa như vậy là cũng đầy đủ hết rồi. Nhưng mà nếu chúng ta còn có thời giờ hơn, chúng ta đi xe gọi là của xe bus của công viên. Nó có cái xe để kéo lên trên cái hồ cao trên cùng. Và từ hồ trên cao trên cùng chúng ta lần lần đi bộ xuống. Và dĩ nhiên, cái đặc biệt nhất của cái hồ này mà nhất anh đến, cái ngạc nhiên nhất là nó trong vắt. Và nó màu xanh, xanh kiểu cẩm thạch đó. Thành ra chúng ta thấy, cái hồ rất là lạ. Mà trong cái trong vắt của hồ có thể từ những cái chỗ mà nông một chút chúng ta nhìn tận đáy. Nhìn những cái cây cối hoặc là những cái rong rêu nó nằm rạp xuống dưới đáy. Nó đẹp lắm. Nhưng mà cái đặc biệt nhất là cá mà bơi ở dưới hồ đó. Nó trong đến mức độ là chúng ta khi chụp trong hình, chúng ta nhìn đặt cá như vậy đó. Mình cứ tưởng là mình chụp tấm ảnh ở trong cái hồ cá ở nhà. Tại vì nó rõ lắm và rất là trong. Và những cái hình ảnh về trong vắt, về những cái thắng cảnh thiên nhiên, những hàng cây, rồi những cái thác đổ từ cái hồ lớn xuống hồ nhỏ thì tạo cho chúng ta một cái hình ảnh rất là đẹp và cảm nhận cái thoải mái, cái thư giãn và cái relax của cái không gian ở đó. Và đồng thời đó, khi mà Nhất Anh vừa mới vào cửa đó, chúng ta đi qua được cái phần ngay chính giữa thôi, nó chưa không cao lắm và cũng không thấp lắm đó. Thì đứng ở ngay phần đó chúng ta có thể nhìn được cái thác mà từ những con sông khác ở hai bên đó, nó đổ xuống cái đó để trở thành những cái hồ nhỏ. Và cái thác đó nó cũng là một trong những cái điểm mà để du khách có thể đến để đứng ở chụp ảnh, rồi quay phim hoặc là ngồi nghỉ ngơi. Và đi xa hơn nữa, chúng ta đi qua những cái cây cầu được cái chính quyền của Croatia làm dọc theo hai bên hồ. Thành ra mình có thể đi qua cái cầu đó, mình có thể chiêm ngưỡng được cái ảnh, hình ảnh của cái hồ bên trên, hình ảnh của cái hồ bên dưới. Và nếu quý vị nào mà có sức khỏe một chút, chúng ta có thể len lỏi vào những cái thạch động ở trong đó. Những thạch động này cũng là do những cái sói mòn của cái hồ nước nó tạo ra, và đứng ở trong cái hang động chúng ta có thể nhìn được những cái hình ảnh mà của các cái hồ vây quanh đó. Và nó rất là đẹp. Nhưng mà chúng ta không có nhiều thời giờ, thành ra cũng phải nói tóm tắt một chút xíu. Nhưng mà cái đẹp nhất là khi quý vị đi lên trên một cái độ cao nhất định mà chúng ta bắt đầu đi lần xuống đó, thì tất cả những cái hình ảnh mà quý vị nhìn trên video clip hoặc là những bức photo mà chúng tôi đã chụp về đó, thì đó là đứng từ trên cái đỉnh cao, trên cái đường đi xuống đó, chúng tôi đã chụp ra được đấy. Thành ra ở bên dưới mình có thể nhìn thấy những cái cây cầu ở phía dưới ha, nó cao không queo, nó chạy theo ven của hai con hồ. Và du khách đi lấm chấm ở trên đó. Thành ra nó là một cái hình ảnh rất là đẹp. Và gặp cái ngày nước lớn thì tất cả những cái thác nhỏ nó đổ xuống, nó tạo ra một cái âm thanh cũng quyến rũ ghê lắm. Nhưng mà nãy anh Thắng có nói là nước ở đó rất là trong, rồi ở đó thì có cá rất là nhiều. Nhưng mà anh thắc mắc là tại vì ở đó thì tới có 16 tầng nước khác nhau. Thì cái độ trong nó có giống nhau của mỗi tầng không? Và phần cá lớn là độ trong nó đều lớn, đều giống nhau. Nhưng mà cái độ trong nó như thế này, nó tùy theo cái độ sâu của cái hồ nữa. Ở trên đó thì cái hồ mà sâu nhất là tôi nghĩ cho rằng là khoảng gần 50 mét. Còn cái hồ thấp thì có thể sâu chỉ 3-4 mét thôi. Nhưng mà với cái điều kiện chỉ 3-4 mét đó là mình không thấy... thì hoàn toàn là thấy cái trong vắt của cái đáy rồi. Nhưng mà đi xa hơn nữa, thí dụ nó sâu tới khoảng
8 mét, 9 mét, 10 mét rồi đó là chúng ta thấy cái hồ đó là cái màu màu sắc nó thay đổi. Tại vì màu sắc của hồ đã xanh như vậy rồi, tùy theo cái độ sâu thì cái màu sắc nó thay đổi theo cái ánh nắng của mặt trời. Thành thử tùy theo cái ánh nắng của mặt trời mà chúng ta thấy cái màu sắc nó khác nhau. Thành ra cùng một cái hồ chúng ta có thể nhìn thấy 2-3 cái màu sắc của hồ khác nhau. Và đặc biệt ở trong cái hồ chính của British Lake đó, chúng ta có đi cái cruise cho nó nữa. Và trên cái cruise đó là tất cả những người du khách đều được ngồi trên một cái cruise, và cái cruise không được chạy bằng máy, không chạy bằng engine, nó được chạy bằng điện. Mục đích của họ dùng cái đó để không muốn làm ô nhiễm cái môi trường của cái khu vực hồ. British Lake là một cái khu vực mà đến và ai cũng chưa có nỡ rời đi. Thế tuy nhiên thì nó đẹp nó tùy theo mùa, và nó đẹp nó tùy theo cái thời gian nắng lên, nắng xuống. Thành thử nói như vậy là Nhất Anh thấy hình ảnh đi trong một ngày chúng ta có thể nhìn nhiều cái cảnh sắc khác nhau ở trên cái hồ Blickvich Lake. Thì theo như anh Thắng thì nếu mà đối cá nhân của anh Thắng thì anh Thắng nghĩ là đi mùa nào thì là đẹp nhất hả anh Thắng? Thực sự thì chúng ta đi chơi đâu cũng vậy, chúng ta thường thích chọn những cái mùa mát, đúng không? Thì thường thường là mùa xuân và mùa thu. Dĩ nhiên mùa hè đôi lúc có một vài cái lúc nóng. Thế nhưng mà thì mùa đông dĩ nhiên thường thường phần lớn chúng ta là không ai muốn đi du lịch cả. Thế tuy nhiên mỗi một mùa tôi cho rằng, dĩ nhiên tôi chưa đến British Lake vào mùa đông, nhưng mà mỗi một mùa nó đều cho mình một cái cảm nhận khác nhau. Còn qua hạ, thu và hè thì tôi đã có dịp đến, và mỗi một mùa nó cho mình cái thưởng thức khác nhau. Và đặc biệt là trên cái chuyến du lịch của mình đó, trên giữa hồ đó là có một cái chỗ để nghỉ chân, để cho người du khách khi đi tới đó thì bắt buộc phải nghỉ chân, ăn trưa đó. Tại vì khi chúng ta đến chúng ta đi là thường thường ai cũng đổ dồn vào đó để nghỉ buổi trưa. Ăn trưa xong xuôi chúng ta sẽ lên thuyền đi cruise trên cái hồ chính của nó. Và sau đó chúng ta bắt đầu thưởng thức những cái cảnh ở xung quanh, những cái hồ khác nữa. Và đó là một cái không gian rất là tuyệt đẹp. Thì nghe anh Thắng kể thì nhanh cảm giác giống như là mỗi một lần mà mình đi một chỗ nào mới mà có mình mới nhận ra là cái vẻ đẹp thiên nhiên thực sự là nó rất là lớn, và nó rất là đem cái ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác cho bản thân mình, đúng không ạ? Tại vì thực sự thiên nhiên không có cái tạo hóa, và bàn tay của thiên nhiên nó cũng lạ, nó không làm ra cái hình ảnh nào giống cái nào hết. Thành ra chúng ta đi đâu nó cũng khác nhau hết. Có dịp chúng ta sẽ đi qua một cái những cái thắng cảnh khác của khu vực gần Liên bang Nam Thư cũ đó, nó có nhiều cái thắng cảnh rất là đẹp. Cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và nếu như mà quý khán giả nào mà muốn lựa chọn cho mình một cái chỗ đi mới, thay vì mình thường mình đi Âu Châu mình hay đi những cái nước đã quen thuộc rồi, thì nếu như mà mình muốn một cái gì đó mới thì mình có thể thuê Russia như là Thắng Trung Âu và Đông Âu, đó là hai khu vực, hoặc là Nam Âu, đều là có những cái cảnh thiên nhiên rất là đẹp mà chúng ta không để ý đến thì chúng ta thiếu sót rất là nhiều trong các cái chuyến hành trình du lịch của mình. Cảm ơn Thắng đến với chương trình hôm nay, và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau với nhiều địa điểm lý thú hơn. Cảm ơn Nhất Anh.